Xin chào tất cả các anh đã quay trở lại video 338 của kênh em. Và buổi chiều hôm nay thì có một lô máy và lô cần nha. Máy thì size từ 500, 1000 cho tới 6000, kết hợp cho các anh câu tôm, cá nhỏ, câu đơn, ngâm lăng xê và những con máy lớn 6000 cho các anh đánh đục, câu biển đều được nha. Và hôm nay thì có Navi XT 2000 và 3000, một con tay quay đôi và một con Shimano Alex 3000 cho các anh đánh lóc chẽm nha. Và những cây cần, đầu tiên sẽ là cần dây trong, hôm nay thì dạng rút nha các anh. Rút và những cây cần 2 khúc, 3 khúc có cả carbon và fit cho các anh đánh đơn ngâm lăng xê. Và cuối cùng thì sẽ có hai cây cần cho mình câu biển hạng nặng nha. Này, câu biển hạng nặng và cuối cùng sẽ là một cây cán vợt xoắn hai da Olympic nha các anh. Và giá bên em báo là chưa bao gồm phí ship mỗi đơn cần là 40.000 và đơn máy là 30.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao phí ship ạ. Và con máy đầu tiên ạ. Này, con này dòng Natural Spin nha các anh. NF100 và size thực máy khoảng tầm là 500 ạ. Này máy nhỏ nha, trong lòng bàn tay thôi. Con này hàng China xuất Nhật, thân carbon, cối là cối kim loại. Một pin sóng, tiếng lưỡi gà đầy đủ nha. Gà cước thì vẫn còn nhạy. Và con lăn cước của máy đây, còn xoay nha các anh. Còn xoay. Con này thì ratio là 5.2 và máy chạy một bạc đạn. Cước 1.5 vào được 140 và cước 2 vào được 100 nha. Này size 500, size nhỏ cho các anh câu tô. Câu cái nhỏ, câu mực nha. Này, ngồi bè mình câu. Một chiều, hai chiều hoạt động tốt hết nha các anh. Máy hoạt động không có tiếng kêu, rất là nhẹ. Mã số là số 1, giá 100.000 nha. Máy mã số 1, giá là 100.000. Tiếp theo mã số 2. Đây, con này dòng Tronic 1000. Và size thực máy cũng khoảng tầm là 1000, 1005 nha các anh. Con này hàng China xuất Nhật ạ. Thân carbon, cối là cối kim loại nha. Một pin sóng, lưỡi gà kêu. Gà cước vẫn còn chắc chắn. Và con lăn cước của máy đây. Đây dính là đặt như này muối ăn nha các anh. Mình về vệ sinh giúp em. Rồi mình lấy giấy nhám mài nha, cho nó trơn tru hơn. Và thông số cước, cước 1 vào được 140, cước 2 vào 100 và cước 3 vào được 80. Ba thông số cước, máy khoảng Suzumi ạ. Nước sơn con này thì còn khoảng tầm 80% nha. Có chốt chặn đầy đủ, máy hoạt động không có tiếng kêu. Và hai chiều đây, rất là nhẹ luôn nha các anh. Câu đơn, câu lua đều được nha. Mã số là số 2, giá 200.000. Máy mã số 2, giá 200.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 3. Đây, số 3 là một con size spin nha các anh. Con này thì size thực khoảng tầm là 2.000. Con câu đơn, câu lua, ISO đều được nha. Hàng China xuất Nhật ạ. Thân carbon, cối là cối kim loại. Đây, một viên sóng lưỡi gà kêu to. Gà cước máy còn chắc chắn. Này, rất là chắc chắn nha. Lăng cước thì còn sáng, còn xoay được ạ. Con này xài thực tầm 2.000. Máy chạy bạc đạn đầy đủ và cước 2 vào được 150, cước 3 vào 100. Ratio là 5.5 ạ. 5.5 nha, xài thực 2.000. Mọi chức năng hoạt động tốt, một chiều có chốt chặn. Này, máy quay nhẹ tên luôn, không có tiếng kêu. Và hai chiều đây, hoạt động vẫn còn tốt nha các anh. Con này mã số là số 3, giá 170. Máy mã số 3 nha, 170.000. Tiếp theo là mã số 4. Là một con Shimano nha, dòng Navi XT 2000. Con này size thực khoảng tầm 2.000. Thân carbon, cối là cối kim loại. Bản Malaysia xuất Nhật ạ. Một pin sóng, giữ gà kêu nha các anh, nhưng mà kêu nhỏ. Gà cước vẫn còn nhạy, còn chắc chắn. Và con lăn đây, còn xoay được nha. Hoạt động tốt. Này, máy size thực 2.000. Này các anh câu đơn, câu ngâm. Này, lua nhẹ nha, lua nhẹ. Máy chạy 4 bạc đạn, hỗ trợ mình tải cá khỏe. Này, cước 2 vào 150, cước 3 vào 100 và con này cước 4 vào được 70 nha. Tay quay kim loại, gập gọn được, nắm tay quay cán gỗ. Và một chiều có thắng ABS ạ. Máy hoạt động rất là mượt nha, máy quay nhẹ, hoạt động không có tiếng kêu. Này, chạy 4 bạc đạn Shimano nha, dòng Navi XT. Và mã số là số 4, giá con này là 500.000. Máy mã số 4 giá 500.000 ạ. Cực kỳ nhẹ luôn nha. Và tiếp theo là mã số 5. Một con Vizzy 1000, size thực máy khoảng tầm là 2.000 nha các anh. 1.000 là tên máy thôi nha, không liên quan gì tới size nha. Máy chạy một bạc đạn. Con này hàng China xuất Nhật ạ. Và thông số cước, cước 2 vào 125, cước 3 90 và cước 4 vào được 65m. Một pin sóng, tiếng lưỡi gà kêu to nha. Gà cước thì vẫn còn chắc chắn. Và con lăn đây, xoắn nha các anh. Con lăn này thì nó không xoay nha, không xoay.
máy xay thực 2000 và tay quay độ trái phải đều được, nước sơn màu xanh. Tay quay của nó đẹp nha, một chiều chốt chặn đầy đủ. Máy hoạt động không có tiếng kêu. À, hai chiều đây. Rất là nhẹ luôn ạ. Mã số con này mã số 5, giá là 150 nha các anh. Máy mã số 5 giá 150.000, size thực 2000 nha. Và tiếp theo mã số 6 là con Shimano dòng Alex 3000 ạ. Size thực máy 3000, con này thích hợp cho các anh đánh lóc chẽm nha, cầu đơn ngâm đều được. Đây, bản Malaysia xuất Nhật, thân carbon, cối là cối kim loại. Gạt cước nhạy. Này, cực kỳ tốt luôn và con lăng bên trong vẫn còn sáng, còn xoay được. Này, mô bin sóng. Tủ gà kêu. Đây, size 3000 ạ. Và cước 2 vào được 220, cước 2.5 vào 185 và cước 3 vào được 150. Nước sơn phần thân còn rất là đẹp luôn nha. Nè, mời anh xem. Còn khoảng tầm 80-85%. Này, xài xước rồi li ti thôi. Xài xước li ti nha, xài thực 3000. Một chiều thắng ABS đầy đủ. Những dòng này thì đều có thắng ABS ạ. Máy chạy cực kỳ nhẹ nha. Và hai chiều đây. Hoạt động còn tốt, Shimano Alex 3000, mã số là số 6. Máy mã số 6 giá 570. Máy mã số 6 giá 570.000. Tiếp theo là mã số 7 là một con máy Shimano dòng Navi XT 3000 ạ, size thực cũng tầm 3000 nha các anh. Dòng này thì các anh đánh đơn ngâm lóc chẽm thoải mái nha. Đây, bản Malaysia xuất Nhật, thân carbon, cối là cối kim loại. Con này thì phần cối của nó còn sáng đẹp nha. Đây, có xe xước bên này, còn bên này thì vẫn còn đẹp. Tay quay là tay quay đôi, tay quay kim loại nha, khá là chắc chắn. Này, máy chạy 4 bạc đạn, hỗ trợ các anh tải khá khỏe. Phần thân còn sáng. Này, còn sáng nha, còn khoảng tầm 80-85%. Và mô bin là mô bin sóng, lưỡi gà kêu đầy đủ. Gạt cước tốt ạ, hoạt động tốt. Và con lăng đây, sáng nha các anh, còn xoay được. Này, tay quay độ trái phải. Và những dòng này thì đều có thắng ABS cho các anh ạ. Thắng ABS nha, máy chạy cực kỳ nhẹ. Lưu lóc lưu chẽm hết bài luôn nha các anh. Rất là nhẹ luôn, chạy 4 bạc đạn và hai chiều đây. Nhẹ tên luôn nha, tay quay độ trái phải được. Mã số 7, giá là 750.000. Máy mã số 7 nha, giá 750. Xe thực 3.000 ạ. Và tiếp theo mã số 8 là một con máy hãng Alpha Tacker. Con này dòng Avenger 3.000 nha. Và xe thực máy cũng khoảng tầm là 3.000. Hàng China xuất Nhật ạ. Thân carbon, cối kim loại. Một bi sóng, chữ gà kêu đầy đủ. Này, mở ra xem. Chữ gà kêu to nha. Gạt cước hoạt động vẫn còn tốt. Và con lăng của máy sáng ạ. Sơn màu vàng gold nha. Con này hàng China xuất Nhật. Này, tay quay những dòng này các anh đổ trái phải thoải mái luôn nha. Một chiều chốt chặn. Đây, máy hoạt động không có tiếng kêu, chạy một bạc đạn. Một chiều hai chiều của máy còn hoạt động tốt. Ratio là 5 chấm ạ. Và thông số cước, cước 1.5 vào 220, cước 2 vào 160 và cước 3 vào được 110. Đây, mã số 8, giá con này là 220.000 nha. Máy mã số 8 giá 220. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 nha các anh, con này của hãng Marine dòng BS 3000 và size thực của máy là size 6000 nha. Nó rất là lớn, đem so cho các anh xem. Này, 3000 là tên máy thôi nha, không phải lúc nào tên máy cũng là size thực máy. Này, nó gấp đôi con máy này luôn nha. Này, size thực 6000 cho các anh đánh lục, xa bờ, đánh biển, đánh tra, săn hàng, cá lớn đều được. Này, size 6000, nước sơn cũng còn khoảng tầm 75-80%. Hàng China xuất Nhật nha. Thân carbon, cối là cối nhựa, cối mũ. Ratio ghi sẵn là 4.5 ạ. Và cước 3 vào 275, cước 4 109 và cước 5 vào được 135. Mô bin sóng nha các anh, tiếng lưỡi gà kêu to. Gà cước thì vẫn còn chắc. Và con lăng cước của máy đây, sáng nha, còn hoạt động tốt, còn xoay được. Đây, xoay thực 6000. Một chiều, có chốt chặn. Máy hoạt động không có tiếng kêu ạ. Quay nhẹ nha. Và phần 2 chiều đây. Đây, xài thực 6000 cho các anh. Mã số 9 giá 350. Máy mã số 9 giá 350.000. Và con máy cuối cùng là con máy mã số 10.
Con này cũng của hãng Marine nha, nhưng mà nó khác màu nước sơn thôi. Dòng BS3000 và size thuộc máy là size 6000 ạ. Thân carbon, cối là cối mũ cối nhựa nha các anh. Cối mũ cối nhựa. Con này cũng hàng China xuất Nhật luôn nha. Hãng Marine, đi kèm là dây dù BE ạ. Là màu bình sóng, đuổi gà kêu to. Gạt cước chắc chắn và con lăn cước của máy sáng nha các anh. Mọi chức năng hoạt động tốt, nước sơn cũng còn khoảng tầm 75-80%. Tay quay to chắc chắn, một chiều có chốt chặn đầy đủ. Này, nó cùng dòng nha, nhưng mà nó khác màu thôi. Và hai chiều của máy đây ạ. Một chiều, hai chiều hoạt động tốt. Mã số con này mã số 10, giá là 320. Máy mã số 10 giá 320.000. Và tiếp theo là cây cần nha các. Cây cần đầu tiên. Đây là một cây cần tay trợ máy của hãng Ryobi nha. Cái này hàng Korea xuất Nhật. Chiều dài 3m3. Tem vàng vẫn còn. Và cái nước sơn của nó ở phần tay cầm đây, nó có vài vết chóc cái lớp sơn nha các. Nó chóc cái lớp sơn thôi. Các anh muốn tham khảo chi tiết hơn, các bạn Zalo em nha. Này, không ảnh hưởng đến phô bên trong nha. Không dập, không gãy. Và bắt máy là bắt Fuji FS6 bắt xếp ạ. Này, nước sơn phần trên này còn rất là đẹp nha. Còn khoảng tầm 80-85%. Đi kèm lắp chụp đầy đủ. Và ngọn cần ngọn 0.6 ly. Đây mời anh xem. Khoen là khoen hãng hết. Khoen hãng hết nha. Này, chất liệu carbon ạ. Cần khoảng Ryobi tay trợ máy. Này, phôi carbon xoắn đây. Xoắn chìm. Và cái này cần ra khá là thẳng nha các. Tính theo cần tay thì nó được khoảng tầm 3.5H ạ. 3.5H độ nảy khá là tốt. Và trọng lượng cần là 114g. Mã số 1 giá cần là 700.000. Cần mã số 1 giá 700.000 ạ. Đi kèm nắp chụp đầy đủ nha. Cần tay trợ máy Ryobi. Và tiếp theo mã số 2 là một cây cần rút dây trong. Cây này của hãng Shimano. Chiều dài 2m5, độ cứng 25, hàng Indonesia xuất Nhật ạ. Mã có tem vàng đầy đủ. Bát là bát Fuji, bát vặn. Này, hãng Shimano nha. Nước sơn cây này thì còn được khoảng tầm 80%. 75-80. Khoen đây. Mở ra xem. Và ngọn cây này ngọn 2 ly nha. Ngọn cũng tương đối. Ngọn 2 ly. Này, phôi carbon xoắn từ lóng ngọn cho tới gốc nha các anh. Nguyên zin nguyên bản. Này, chiều dài 2m5 nha. Đây là zin chống nổ đầy đủ. Phôi carbon xoắn toàn thân, này độ cứng 25, nhưng mà nó không quá mềm nha các anh, rất là vừa đánh nha. Vừa đánh. Ngọn 2 ly, trọng lượng cây này là 150g. Mã số 2 giá cần là 700.000. Còn mã số 2 giá 700.000 ạ. Rút dây trong Shimano. Và tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cây cần khoảng Ryobi ạ. Ryobi chiều dài cây này 3m, độ cứng 80, độ cứng cao. Thích hợp các anh đánh biển được nha. Đánh biển được. Tem vàng vẫn còn, mã có đầy đủ. Ryobi 3m ạ. Và bát là bát Fuji, bát vặn. Bát này đang gắn máy lớn được nha. Và ngọn cần là ngọn 2.5 ly. Này, 2.5 ly. Phôi carbon xoắn nha các anh. Xoắn từ lóng ngọn. Và đây là gen chống nổ. Hai gen chống nổ cho các anh. Cần dây trong nha. Dây trong, này nước sơn hai màu. Độ cứng 80, đánh biển được ạ. Và đây, mời các xem đầu bu của nó đây. Đầu bu chống xoắn nha. Chống xoắn. Và trọng lượng cây này là 311g. Cần mã số 3 giá là 650.000. Cần mã số 3 giá 650.000 ạ. Và tiếp theo là cần mã số 4. Một cây Ryobi luôn nha các anh. Cây này có chiều dài là 2m7 nha. Độ cứng 30. Mã có tem vàng đầy đủ. Đó là bát Fuji, bát vặn. Và ngọn cây này ngọn 2.4 ly ạ. Này 2.4 ly, đầu bu nó cũng đầu bu chống xoắn nha. Rất là to. Này chống xoắn. Ngọn 2.4 ly. Này cần đi kèm tổng cộng 3 lóng. Xin chống nổ đầy đủ ạ. Và nước sơn cái này còn khoảng tầm 70-75%. Này 2m7 độ cứng 30 nha. Và trọng lượng cần là 244g. Cần mã số 4 giá cái này là 450.000. Cần mã số 4 giá 450.000 ạ. Còn khoảng Ryobi. Tiếp theo là mã số 5. Một cây Olympic ạ. Nè mà xem. Olympic nha. Con này là dòng Lancer Sub. Chiều dài 3m6. 3m6 hàng Korea xuất Nhật. Đó là bát Fuji FS7 bát xếp. Này cây này nước sơn màu bạch toàn thân luôn. Cũng còn tương đối nha. Tương đối.
Đây mà các xem. Đây là cái lớp keo bên ngoài thôi, nó vẫn còn một lớp chỉ bên trong đây. Vẫn còn lớp chỉ bên trong, mình chích keo là được. Và ngọn cây này ngọn lớn, ngọn 3 ly. Mời các xem, ngọn 3 ly nha. Đi kèm tổng cộng là 3 lóng. Có gen chống nổ đầy đủ nha. 3 lóng, chiều dài 36 và độ cứng cây này khoảng tầm 30 ạ. 30 nha các anh. Ngọn 3 ly trọng lượng là 280g. Cần mã số 5, giá 550.000. Cần mã số 5 nha, giá là 550.000. Đi kèm cái nắp chụp cho các anh đầy đủ. Mã số 5, cần hãng Olympic ạ. Tiếp theo mã số 6 là một cây cần 2 khúc nha, 2 khúc chất liệu phíp. Cây này của hãng Olympic, chiều dài là 1m8. 1m8 và độ cứng cây này khoảng tầm 80. 80 đến 100 nha các anh. Nước sơn màu xanh, khá là sáng luôn, tương đối sáng nha. Và nước sơn cái này còn được khoảng tầm 80-85%. Này còn mới đẹp. Này, cái này chỉ là cái nắp đít thôi. Này các anh có thể chích keo lại là được nha, không ảnh hưởng gì lắm. Này, vẫn câu bình thường. Bát của nó là bát hãng, bát vặn. Và dàn khoen đi kèm là khoen rồng rọc. Khoen rồng rọc cho các anh câu biển nha. Đầu bu cũng là đầu bu rồng rọc xoay 360 độ. Ngọn cái này ngọn 3.6 ly, độ cứng 80 đến 100 nha. Và trọng lượng cần là 342g, mã số 6, giá cây này là 330.000. Cần mã số 6, giá là 330.000. Và tiếp theo là mã số 7. Một cây cần 2 khúc 2 ngọn của hãng Olympic, chiều dài 2m1. 2 khúc 2 ngọn cho các anh nha. Một ngọn cứng 30 và ngọn lớn này cứng độ cứng tầm 80 nha, 80 đến 100. Ngọn bé này thì cứng 30 cho các anh đánh cảm giác nha. Khoen là khoen hãng, khoen loại sứ trắng. Này dạng ngọn đặt ngọn tháp cho mình. Khoen sứ trắng hết nha các anh. Và bát của nó là bát hãng, bát vặn luôn. Này chất liệu phíp nha, dạng phíp đỏ. Tay cầm cán gỗ nước sơn màu đen. Và ngọn cân, một ngọn 2.3 ly và một ngọn là 3.8 ly. Ngọn lớn, ngọn cứng 80 đến 100 thì đầu bu của nó xoay 360 độ nha, đầu bu rồng rọc. Cho các anh đánh biển. Và trọng lượng cây này là 474g, mã số 7, giá cần là 450.000. Cần mã số 7, giá là 450.000 ạ. Tiếp theo mã số 8 là một cây 2 khúc nha. 2 khúc, chiều dài 2m1. Đây mọi người xem, 2m1 và độ cứng của nó là 60-80 nha. 60-80. Cây này thì các anh đánh biển được, ngọn cũng tương đối cứng, khá lớn nha. Tay cầm là cán mút ạ, khá chắc chắn. Và bát là bát Fuji, bát vặn. Khoen đi kèm là khoen Fuji loại sứ trắng ạ. Đây mời các xem nha, Fuji sứ trắng, ngọn cần ngọn 2.5 ly, độ cứng 60-80. Này, ngọn đặt ngọn thép cho các anh nha. Khoen Fuji sứ trắng. Và trọng lượng cây này là 290g, mã số 8, giá cần là 450.000. Cần mã số 8 nha, giá là 450. Tiếp theo là mã số 9 là một cây cần 2 khúc. 2 khúc chiều dài 2m1, cây này chất liệu là carbon ạ. Carbon nha các anh. Và độ cứng của nó độ cứng tầm 30 cho các anh đánh có cảm giác nha. Đây 2 khúc. Câu đơn ngâm, lăn xê đều được. Khoen đi kèm là khoen Fuji loại sứ trắng, à loại sứ xám nha các anh. Sứ xám. Này bát là bát Fuji chữ vàng, bát vặn nha. Tay cầm cái mút cực kỳ chắc luôn. Và nước sơn của nó màu xanh. 2 khúc. Ngọn cần ngọn 1.4 ly. Độ cứng 30 nha các anh. Và cái này có trọng lượng là 218g. Mã số 9, giá cần là 650.000. Cần mã số 9 nha, giá là 650.000 ạ. Tiếp theo là mã số 10. Một cây 2 khúc. Chiều dài 2m4. Cái này hàng Korea xuất Nhật ạ. Korea xuất Nhật nha các anh. Và chất liệu là phíp. 2m4, độ cứng khoảng tầm 50-80 cho mình nha. Độ cứng tương đối. Và khoen đi kèm là khoen Fuji loại sứ xám. Cái này nước sơn hai màu. Và bát là bát Fuji, bát vặn. Bát Fuji chữ vàng. 2 phút 2m4 nha các anh. Đường ngầm lăn xê đều được nha. Này, nước sơn còn khoảng tầm 70-75%. Và cái này ngọn 2.5 ly, trọng lượng là 336g. Cần mã số 10, giá là 450.000. Cần mã số 10, giá là 450.000. Độ cứng 80 nha.
80, các anh đánh biển được. Và tiếp theo là mã số 11. Mã 11 là một cây 2 khúc, 2 khúc chất liệu phíp nha các anh. Cái này chiều dài 2m4, độ cứng 80, hàng China xuất Nhật ạ. Hãng Westnow nha, nước sơn lá hai màu, màu bạc phối với màu đen. Bắt máy là bắt Fuji DBS bắt vặn. Và cây này tay cầm của nó cán mút, khá chắc chắn. Khuyên đi kèm là khuyên Fuji loại sứ đen. Fuji sứ đen ạ. Nguyên dàn khuyên luôn nha các anh. 3m4, độ cứng 80. Và ngọn cần ngọn 3.3 ly, ngọn lớn. Trọng lượng cây này 240g ạ. Mã 11 nha, giá là 450.000. Còn mã 11 giá 450.000. Và tiếp theo là mã số 12. Mã 12 là một cây 2 khúc 2 ngọn, chiều dài 2m4, độ cứng 50. Một ngọn 50 và một ngọn 80 ạ. Này 2m4 nha các anh. Cây này thì chất liệu là carbon nha. Phôi carbon xoắn toàn thân. Nguyên zin nguyên bản ạ. Ngọn của nó ngọn đặc, ngọn thép nha. Một ngọn 2.1 ly và một ngọn là 2.6 ly. Đó là bát Fuji DBS 24 nha. Bát vặn. Và tay cầm đây, mút cứng. Mút cứng nha các anh. Đó, chắc chắn. Này, 2 khúc 2 ngọn nha. Một ngọn 50, một ngọn 80. Và trọng lượng cây này là 370g ạ. Này, ngọn đặc, ngọn thép hết carbon nha. Nước sơn còn khoảng tầm 80%. Và mã số cái này mã 12 giá là 800.000. Còn mã số 12 giá 800.000 ạ. Tiếp theo là mã số 13. Là một cây 2 khúc 2 ngọn. Cây này dòng Twin Hunter nha. Chiều dài 2m4 và độ cứng một ngọn từ 30 đến 50 và một ngọn từ 60 đến 80. 30, 50, 60, 80 nha, hai ngọn cho mình. Rất là tiện nha, đánh ngọn mềm cũng được, ngọn cứng cũng được. Và một ngọn 1.4 ly, một ngọn là 2 ly, ngọn đặt ngọn thép hết ạ. Phôi carbon xoắn toàn thân, tem vàng vẫn còn. Và bát là bát Fuji, bát vặn. Nước sơn cây này cũng còn khoảng tầm 80-85%. 80-85%. Dây buộc bảo hiểm đầy đủ nha. Trọng lượng cần là 389g. Mã số 13, giá của cây này là 750.000. Còn mã số 13, giá là 750.000 ạ. Tiếp theo là mã số 14. Một cây cần 2 khúc 2 ngọn, chiều dài 2m4, độ cứng 30. Cây này chất liệu phíp, cần khoảng Ryobi, hàng Korea xuất Nhật. Này, made in Korea nha. Nước sơn cây này màu đỏ. Chất liệu phíp ạ. Và phần tay cầm của nó được làm nhám đây. Làm nhám. Bá là bát Fuji FS7 bát xếp. Và dàn khoen là khoen Fuji loại sứ xám. Là nguyên dàn khoen Fuji sứ xám cho các anh. 2 khúc 2 ngọn nha. Một ngọn cứng tầm 30 và một ngọn cứng tầm 50. Một ngọn 1.4 ly và một ngọn 1.5 ly ạ. Ngọn đặc, ngọn thép. Và cái này trọng lượng cần là 295g. Cần mã 14 giá là 500.000. Cần mã số 14 giá là 500.000 ạ. 2 khúc 2 ngọn cho các anh nha. Ryobi. Tiếp theo là mã số 15. Là một cây cần 2 khúc cho các anh đánh biển. Cái này chiều dài của nó là 2m4 nha. Độ cứng cao, độ cứng 150. Này, nước sơn toàn thân màu xanh. Cái này chất liệu là phíp nha. Và nhược điểm đây là nó có bị phía mặt dưới của nó thì bị chốc lớp sơn. Này, chốc một lớp sơn dài. Mà không ảnh hưởng đến phôi nha. Cần vẫn còn rất là chắc chắn luôn. Không dập gãy nha các anh. Hàng bên em đến thì các anh có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Này chỉ là chốc nước sơn thôi. Bát của nó là bát Fuji DBS bát vặn. Tay cầm cán mút. Và dàn khuyên cái này là khuyên Fuji loại sứ đen nha. Dàn khuyên cho các anh câu biển. Này, dàn khuyên câu biển. Ngọn lớn, ngọn 5.3 ly. Độ cứng 1.5. Độ cứng 150. 2m4 nha các anh. Cái này câu biển tốt nha. Và trọng lượng cần là 363g. Mã 15 giá 550.000. Còn mã số 15 giá 550.000 ạ. Tiếp theo mã 16. Mã 16, một cây cần 2 khúc chất liệu carbon. Cái này có chiều dài là 2m7. 2m7 nha, tem vẫn còn. Và độ cứng của cây này, độ cứng khoảng tầm 30 đến 50. Và ngọn của nó là ngọn 2.6 ly. 2.6 ly nha các anh. Được uống chỉ dài luôn.
muốn chị tới dưới này luôn nha. Khi gan đóng cá nó sẽ chịu lực hơn. Và khoen là khoen Fuji loại sứ xám có phát quay. Đây, hai khúc chiều dài 2,7 m. Bá là bát Fuji chữ vàng bát vặn. Tay cầm cán mút nha. Cán mút cực kỳ chắc chắn luôn. Ngọn 2,6 ly, trọng lượng cây này 347 g, mã 16, giá là 700.000. Cần mã 16 giá 700.000 ạ. Hai khúc chất liệu carbon nha. Đơn ngâm đánh năng C. Và tiếp theo là mã số 17. Đây, cây này còn mới nha các anh, cây này mới trên 90. Đây, cây cần hai khúc nha, hai khúc hạng đa qua, chiều dài 2,1 m, độ cứng 30 đến 50. 30 đến 50, bá là bát Fuji, chữ vàng bát vặn. Tay cầm của nó cán mút ạ. Này. Cán mút và cán là cán mái chèo nha, còn mới toanh. Cái này phôi xoắn toàn thân, xoắn nổi. Khuyên đi kèm là khuyên Fuji loại sứ xám. Này là khuyên Fuji loại sứ xám nha, tem vàng vẫn còn. Và ngọn cần ngọn 1,5 ly. Này, độ cứng 30 đến 50 nha. Và trọng lượng cây này là 210 g. Còn mã 17 giá là 700.000. Còn mã số 17 giá 700.000 ạ. Phôi xoắn toàn thân cho các anh. Tiếp theo là mã số 18. Là một cây cần câu biển nha, câu biển hạng nặng. Cây này của hãng Olympic. Chiều dài là 2,5 m. Và độ cứng khoảng tầm là 150. 150 nha các anh. Ngọn lớn ngọn 4,6 ly. Dàn khuyên đi kèm là khuyên Fuji loại sứ xám hết ạ. Khuyên cái của nó là một khuyên chân quỳ nha. Khuyên chân quỳ cho các anh đánh biển. Này, khuyên này là khuyên Fuji 12. Này, nguyên dàn khuyên này là 12 hết nha. Này, có hai khuyên lớn ở đây thì là khuyên 16. Này, khuyên Fuji hết cho các anh. Và bát là bát hãng bát vặn. Tay cầm của cái này thì bọc da nha, khá là chắc chắn. Này, cái này thì cho các anh câu đáy, mình câu tải chì cao. Tải chì cao nổi nha. Olympic 2 khúc 2,5 m, ngọn 4,6 ly, trọng lượng cây này là 80 g. Cần mã số 18 giá là 550.000. Cần mã 18 nha, giá là 550.000 ạ. Cái này canh cầu đáy được, tải chì cao. Và tiếp theo là mã số 19. Mã 19, một cây cần 2 khúc nha canh. Cần 2 khúc, chất liệu phíp, cây này có chiều dài là 2,4 m. Bát là bát hãng bát vặn nha. Và tay cầm của nó được bo chỉ dài. Đây, quấn chỉ dài tới dưới này luôn. Cái này thì thích hợp cho các anh đánh biển hạng nặng. Này, khuyên là khuyên rồng rọc. Khuyên rồng rọc cho các anh câu biển. Hãng Sakura nha. Sakura hàng nội địa Nhật Bản. Này, nước sơn của nó thì chỉ màu cam thôi. Này, khuyên rồng rọc hết ạ. Và ngọn cây này ngọn lớn ngọn 4,9 ly. Đầu bu rồng rọc nha các anh. Đầu bu này thì không xoay nha. Không xoay. Cái này thì độ cứng của nó khoảng tầm 150 nha. Này, cho các anh đánh biển hạng nặng, câu chì lớn. Ngọn 4,9 ly và trọng lượng cây này là 703 g. Mã số 19 giá cần là 450.000. Cần mã số 19 nha, giá là 450.000. Và cuối cùng mã số 20 là một cây cán vợt của hãng Olympic ạ. Chiều dài 3,3 m, phôi carbon xoắn toàn thân, xoắn hai da nha. Hai da. Lên tới đây là xoắn chìm nha các anh. Đây, xoắn hai da cực kỳ đẹp luôn. Dây bộ khí dây đeo cho các anh. Khuyên bộ dây đeo nha. Olympic. Này, nước sơn còn mới toanh. Cái này thì tem vàng vẫn còn. Tay cầm nước sơn màu xám nhám nha. Và gen của cái này là gen 10. Gen 10 ạ. Đây, mời các anh xem nha. Phôi xoắn hai da đây. Gen 10 nha, phôi xoắn hai da toàn thân luôn. Đi kèm tổng cộng có 3 lóng và lóng nào cũng xoắn hai da hết nha các anh. Này, xoắn hai da hết luôn. 3 lóng ạ. Và độ cứng của nó khá cao nha, ra thẳng tắp. Này, 3,3 m. Thì nó chưa tính cái vợt nha các anh. Các anh cứ chờ tầm 30-40 cm. Này, xoắn hai da toàn thân rất đẹp nha. Nước sơn bên trong còn đẹp, ngoại hình còn khoảng tầm 80-85%. Gen 10 trọng lượng là 305 g, mã số 20 nha, giá cái này là 850.000. Cán vợt mã số 20 giá 850.000, Olympic dòng Century. Tem vàng vẫn còn nha.
Và em cảm ơn các anh đã xem hết video của em ạ. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới ngày mai của em ạ. Chào tạm biệt các anh, hẹn gặp lại vào video ngày mai nha.